Hãng tin Reuters dẫn lời đại sứ Nga tại Warsaw, Sergei Andreev, cho biết văn phòng công tố Ba Lan đã tịch thu toàn bộ các khoản quỹ chi cho hoạt động của sứ quán và văn phòng thương mại Nga ở Warsaw. Chúng tôi nhận được thông báo từ văn phòng công tố Ba Lan rằng những khoản quỹ đang nằm trong các tài khoản ngân hàng Santander của sứ quán và đại diện thương mại đã được chuyển sang tài khoản văn phòng công tố, ông Andreev thông báo cho truyền thông Nga. Kế đến, ngân hàng Santander thông báo với sứ quán về việc ngừng hợp tác với chính phủ Nga và đóng toàn bộ các tài khoản liên quan. Đại sứ Nga cho hay có một khoản tiền đáng kể bằng USD và tiền zloty của Ba Lan trong cả hai tài khoản. Ông Andreev gọi vụ việc là sự vi phạm trắng trợn công ước viên về quan hệ ngoại giao, tức thỏa ước được ký kết năm 1961 về các quyền lợi và trách nhiệm của các nhà ngoại giao. Trước đó, chính quyền Ba Lan đã đóng băng tài khoản ngân hàng của sứ quán với lý do nghi ngờ có hoạt động rửa tiền hoặc khủng bố. Điều này khiến phía Bộ Ngoại giao Nga không thể trả tiền thuê một cơ sở gần Warsaw, dẫn đến chính quyền sở tại chấm dứt hợp đồng cho thuê vì nợ tiền và tịch thu bất động sản này vào tháng 11 năm 2022. EU, Nhật Bản phản đối G7 cấm toàn bộ xuất khẩu sang Nga. Một bất động sản khác ở số 100 đường Sobieski ở Warsaw cũng bị chính quyền Ba Lan tịch thu vào mùa xuân năm ngoái. Thời điểm đó, thị trưởng Warsaw Rafal Chaskovsky cho rằng nên giao bất động sản này cho những người tị nạn Ukraine. Bộ Ngoại giao Ba Lan nói sứ quán Nga đã sở hữu trái phép tòa nhà do bất động sản không được sử dụng cho các mục đích ngoại giao và lãnh sự. Sứ quán Nga đã giải thích rằng tòa nhà không phù hợp cho người ở và cần được sửa chữa, nhưng lý do này bị bác bỏ. Ba Lan cũng muốn tịch thu trường học do sứ quán vận hành ở Moscow bằng cách viện dẫn lý do tương tự. Bộ Ngoại giao Nga phản đối cả hai vụ việc và gọi đây là sự vi phạm trắng trợn luật quốc tế. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.